Minecraft, nhưng mỗi lần mình nhận xét thương là mình sẽ nhận được 3 giây ở chế độ chơi sáng tạo và mình có thể lấy bất kỳ những gì mà mình thích, nhưng mà phải thật nhanh tay đó nha. Đầu tiên là mình phải đi tìm một cái nơi mà đủ cao để mà mình nhảy xuống có thể nhận xét thương được. Thì mình có thể bắt block đất hay gì nè lên cao để mà nhảy xuống nhận xét thương, nhưng mà thôi cái đó dễ quá. Nên là mình đã quyết định là mình đi tìm một cái chỗ cao tự nhiên để mà mình làm. Và cuối cùng thì mình cũng đã tìm được một nơi có độ cao vừa phải để mà thực hiện. Và mục tiêu của mình là bộ giáp Nidorite xịn sò. Và thay vì lấy nguyên một bộ ra luôn thì nó dễ quá đúng không? Nên là mình quyết định là mình sẽ làm cho khó một xíu, là mình sẽ lấy từng nguyên liệu ra để mà chế tạo luôn. Và cái việc mà lấy từng nguyên liệu ra như vậy á thì nó khá là mất thời gian, tại vì khi mà mình nhận xét thương á thì mình chỉ có 3 giây để mà mở sáng tạo thôi. Và bây giờ thì cuối cùng mình cũng đã lấy được tất cả những nguyên liệu rồi. Thì lấy xong mà trời cũng gần tờ mờ tối rồi mọi người ơi. Thì bây giờ mình sẽ tranh thủ mình chế tạo bộ giáp kim cương, rồi mình sẽ rè cái bộ giáp của mình lên đi đều ride ha. Và cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong cái mục tiêu mình đặt ra rồi. Và hy vọng là mọi người sẽ thích cái video này. Nếu thích hãy đăng ký cho mình nha.